lấy tiền mình ăn rất là dễ mà người ta cũng vui vẻ ra tiền bị ta vô ra sợ cũng luôn. Bởi vì nguyên tắc ở trong cái thói quá khớp hay viêm khớp nói chung là quạt mạc nó sẽ phì đại ra, nó dày lên, nó dày lên thì cái khớp với nó làm cho cái vùng khớp nó sưng to lên, cái khe khớp nó rộng ra. Ví dụ ở đây mình coi đang coi cái gì cái khớp đây nè, đây là cái xương đòn thấy không, đây bên phải nè, đó xương đòn nè, xương đòn thấy không, đầu xương đòn đây, xương ức đây nè, đây cái khe khớp là gì vậy, thấy vô cái đĩa khớp này thấy được không, cái đĩa khớp nó làm trung tâm thấy nổi không, thấy nổi không, khớp ức đòn, ức đòn đó. Này nó có còn dịch chút đó ha. Mình ra phải đó. Cái điểm dày dày mà phải kém kém là cái quạt 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 mạc đó. Đây làm coi này, đây cái sự đòn này. Sự ức nè. Nó bước đòn thì mình đo cái khoảng nó rộng ra là thôi, vậy thôi. Có cái gì nước có thì nó ra xương gì mà để có cái gì chặn nó vậy thôi, vui thôi, nó lớn tuổi rồi đầu nó thói quá nó phải tệ đó. Bên đây có vẻ nó hơi tù dịnh chút đó, thì mình đo vậy thôi, mình nhìn mình đo cái bề dày của nó, ví dụ ở đây cái bao khớp này dày, mình đo cái khe khớp coi nó có rộng ra không. Đó, thì mình cứ ghi cái là cái đo cái khe khớp hiện tại là bao nhiêu thì nó rộng ra rồi, do sao là do là cái hoạt mạc nó phì đại lên ông, thường thường nó viêm á mình thấy nó gòn lên mà người ta không nói cụ thể bao nhiêu, chủ yếu là sao sánh hai bên, sánh hai bên thôi. Đây là đây, nếu mà viêm mười mấy không đo đâu, mười mấy không, ví dụ đây sưng ta có đau có sưng mình thấy mình biết, rồi so sánh hai bên trong cái cơ xương khớp là so sánh hai bên, những con số nó để thay đổi như ngày này rồi, cái này thật ra cái này nó cũng không biết con số cụ thể đâu, nhiêu sẵn là gì nó chỉ vậy thôi. Rồi xương ức đây, xương ức nhiều cái có nhiều cái mấy người nhất là tôi thấy để mấy cái người làm lao động nhiều hoặc mấy em nó tập tạ đó, nó tập tạ sao nó hay đau cái khớp ức sườn với đau cái góc ức này, góc ức này thật ra cái khớp này không phải khớp bệnh dịch mà khớp sơ nó không có bằng bao hoặc dịch, nó không có di động nhiều đó, nó chỉ có bán động thôi đó. Cái này đo đau qua chỗ nào rồi mình hỏi đau ở đâu, vô đây mình đo cái khe khớp này nó rộng ra, cái này là cái góc ức á, cái khớp dự của cán ức chứ thân ức á, thấy không, có khi nó đau ngay này nè, nhưng mình vô đây mình đè ngay chỗ này đau mà hỏi nhận đau ngay chỗ này, cái đó là cán với thân thôi, cán thân nó góc góc ức á, khớp khớp thân cán nó cũng hay đau đây, dạ dạ, cái người lao động mà nhiều đó chứ không phải là cái chỗ đó về khớp đâu, nó là cũng cái khớp đó mà nó không cái khớp sơ, dạ. Nó không có phải là khớp bằng dịch như đây nè, mình thấy đây xương sườn số 2 đi, xương sườn 2 là dễ nhất, đây là xương ức không, xương sườn số 2 đây là sụn sườn nè, sụn sườn vậy, đây là cái khớp ức sườn nó nằm ngay đây sườn đây, nếu mà mình thấy nó viêm á thì nó viêm á thì mình thấy đây nó có cua kém kém nó vậy đó, ở đây thôi. Thời gian này tôi thấy không có nhiều, người ta đau á, mình không có thấy cái nào sưng lên nhiều, mình thấy không có sưng, mình thường thường mình thấy thôi. Không có sưng mà nó đau quá thì mình coi có thể nó hơi so sánh hai bên. Với so mấy khớp khác mình thấy chỗ này nó có thể nó có tù dịch nó hơi hoặc ba hoặc mạc nó dày lên thì mình thấy nó có dùng kém này nó hơi về hơi to ra so với cái khớp hơi to rồi đi. Những cái khớp còn lại mình coi sụn sườn bên đây. Này là khúc nối. Khúc nối này của đây xương sườn mà cũng nói qua sụn sườn với xương sườn đây nè, chỗ nói nè không, mình coi cái xương này nó có to không, cái sụn sườn này nó to ra không, thì có cắt dọc cắt ngang so sánh hai bên nè không, so cái trong này cứ so sánh hai bên đó, thật ra cái hình ảnh mà nó phải xưng nhiều mình mới thấy, còn ví dụ mình thấy người ta đa qua cái vùng đó rồi á thì mình cũng có thể đau đó, mình nghĩ có khả năng là do viêm sụn sườn,
Tại vì khớp bức sườn này có dôi quá nè, tuổi tuổi đóng dôi. Nhưng mà có nhiều người đóng dôi rất là nhiều, còn trẻ quá đóng dôi nhiều, lao, đóng dôi nhiều. Có thể do bệnh viện quá nó viêm. Đó tôi có gặp một cái cô là thạ xạ thủ CGM luôn, vừa bắn cung, giờ là huấn luyện viên mà cô giờ có đau lắm, cô dương cung cô đau luôn. Chắc là có dương cung nhiều quá hay sao? Nó đóng dôi từ trên dưới luôn. Nó thở có đau lắm, sụn sườn. Tất cả các sụn sườn. Dài từ trên dưới, thành ra mình đóng vô chút chút vậy đó. Đây nè. Khớp. Cái đó mạch máu dưới nè. Mạch máu dạng sườn. Cái chủ yếu mình khảo sát này, mình khảo sát như thầy. Đây cái khớp ức sườn. Coi cái khớp ức. Ức sườn là một cái này ha. Coi cái sụn sườn là hai, sụn sườn cái so sánh hai bên. Rồi nói chi vậy thôi. Rồi coi gãy, gãy xương có không? Rồi có đóng dôi không, có gãy xương không? Phúc nói sụn sườn thì nó đau ở chỗ này. Đúng rồi thầy, đang ở đây mình coi thêm cái màng phổi người ta luôn, coi đây. Những cái nó tổn thương chỗ này. Cái này màng phổi đó thầy. Màng phổi này nó trượt nè. Nó thở đi con, nó thở đi. Ở đây gọi là dấu trượt màng phổi ha. Lên sliding bình thường nếu cái phổi nó không có tràn khí thì mình thấy cái này. Còn nếu mà bệnh nhân có tràn khí thì nó mất đi cái hình ảnh này. Tràn khí màng phổi đó nè, tôi chỉ con cái này. Đó, bình thường có thấy mấy cái dạng giống như cái đuôi sao chổi ở đây chút. Mình thấy có cái đường xẹt từ trên dài từ trên xuống dưới á là bi lai. Bi lai thì nó viêm mô kẽ rồi đó. Thầy dạng các ten mốt luôn thầy. Mấy kinh chút nào. Cái sườn ức nó cũng liền nè. Mất liên tục. Cái này ví dụ đây mình thấy đây sụn sườn đây nè. Cái này cái màng phổi nó trượt ha. Còn nếu mình đo cái rồi này, cái mờ mốt rồi nè. Đây đẹp không? Có này nó hình bờ biển nè. Còn nếu băng cạc là nếu mà tràn khí thì mình thấy nó giống như vậy nè. Nó giống như vậy, nó dài xuống không? Còn này bình thường không có tràn khí nè, thấy không? Đúng bờ biển nè, đây bờ nè. Xí xó. Đó là gì đó. Còn nếu tràn khí thì nó mất đi hình này, ha. Giống như vậy, sập như vậy. Mày có đó. Đây. Yeah. Đó đã biết rồi. Mới biết hả? Dạ. Yeah. Mới biết thì là. Mới biết luôn. Sẵn đâu chỉ đó gì thôi. Yeah. Nhưng mà dấu trượt màng phổi giờ mấy người ta chấn thương nó đau quá ta thở không được, khi nó là cũng mình không phát là nó hạn chế cho đó với hai đây người kiếm cái thủng đó. Mình thấy có cái xẹt xẹt đuôi cho chổi một cái vậy là viêm phổi bình thường. Còn ví dụ viêm mô kẽ dày màng phổi này nọ thì mình sẽ thấy có cái đường bi lai là một đường sọc trắng như vậy nè, mà nó dày từ trên dưới hết màn hình luôn. Dạ. Yeah. Thấy không? Có nghĩa là cái phần cái ô cơ dày này nó xuống hết luôn. Mô dọc sạc sáng luôn. Dạ. Yeah. Đó là mà nó phải gì một hai sọc thì thôi, nếu mà nó nhiều sọc thì nó là tượng tổn thương viêm viêm mô kẽ. Viêm mô kẽ. Nó có thể là nó tràn dịch màng phổi xí hoặc là viêm mô kẽ nó có hình ảnh đó. Còn ví dụ hồi qua mà tôi đưa cái hình đó là cái đông đặc đó. Yeah. Trong cái dập phổi, viêm phổi rồi đó mình thấy nó đông đặc, u phổi đâu, không có. Bây giờ còn gì nữa hết em? Hết rồi hả thầy? Hết rồi.